Vâng. Như vậy là có vẻ là một cô gái chuẩn bị làm lễ. Và xung quanh có rất nhiều người hâm mộ. Rồi, một cái lễ khá là to. Đấy. Như vậy là chị gái chuẩn bị thắp hương. Và chúng ta cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và fan hâm mộ quay lại rất đông. À, có kịp nhằm cắm nén nhang này không đây? Rồi. Rồi, càng ngày càng đông rồi. Vâng. Rất đông người hâm mộ vây quanh chị. Và chị là một người rất là nổi tiếng. Rồi, đang cúng rồi. Vâng. Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi. Vâng. Ôi trời ơi, cảnh cướp như là ấy này, nạn đói này. Có thể thấy là cô gái chuẩn bị chưa kịp lễ, chưa kịp khấn gì đó, nhưng mà mọi thứ là đã biến mất. Chán chưa? Nói khát thế rồi.